Đã chín nhá. Có nặng lắm không? Ôi giời ơi. Đã chín nhá. Có nặng lắm không? Ôi giời ơi.
Thế bạn này đi điệu còng với cả lưng anh ạ. Ừ, giỏi quá chị ơi. Chắc được một nửa đấy á, ở ba. Chắc một thùng. Một thùng đầy á? Một thùng đầy luôn á? Chưa đầy nữa. À. Tắm rửa là mình xuống dưới rồi mình chỉ lấy nước ăn thôi đúng không? Ừ. Đang một chút rồi cái anh à. Anh à. Anh à. Anh à. Đông là. Chắc là nhiều quá nên nhớ lại các bạn bên nhà đâu? Quá. Chào. Quá. Quá. Ừ. Quá. 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 Có một chủ mà bộ dương nó lên đây với chị em chủ lên xong bắt đầu rồi đây là những người có một bạn đi đi gọi thì, cái bạn đấy bé về nhà đi có 6 bạn mà còn một bạn nữa đâu đi gọi một bạn có một người đinh rồi mà lo ít chả mà nó mỡ có một con nít ở nằm mò nè. Xong chưa các bạn, xong chưa? Đây nhà mẹ đều các bạn đều một cô này. Một nhà một bố, một nhà một cô mẹ. Tinh, tinh. Ở với nhau thôi, nhưng mà thấy rất là đặc biệt. Rất là khổ. Nhưng mà nghĩ như thế này. Chúng ta đang xem để có thể comment. Kia đi vào đây, sao cứ đứng đấy làm gì? Không sợ chú đâu, chú có làm gì đâu. Khổ lắm chị ạ. Chị có... mấy bé như thế này, tựa với nhau rồi. Không dám tin kia mà nó lại sự thật. Đấy. Khổ là có hai bạn bé tí luôn nhỉ. Không thể tin được đúng không? Nhà mà lại còn sắp xong chưa bà? Sắp xong rồi à? Đun lửa thật nhanh, thật nhanh. Mưa khát từ đi đâu đó ba 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 ba
trời ơi, lau xuống đó. À chị. Ba. Bạn này mới đi chơi về đúng không? Này. Có gì chào nha. Cháu Trọng xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trọng TV. Ngày mai thì cháu Trọng sẽ giới thiệu cho các bác được biết là sản phẩm đầu tiên trên kênh Trọng TV là sản phẩm mỡ lợn đen mang đến cho các cô, các bác, anh, các chị ở quý vị khán giả trên cả nước. Và sản phẩm mỡ lợn đen này là sản phẩm do nhà cháu Trọng tự làm ra được, cũng như là sản phẩm thịt lợn đen là nhà cháu Trọng có sẵn. Thế nên là các bác có mua hàng hay là có mua thịt mỡ lợn đen thì ủng hộ cháu Trọng nhé. Và các bác khi mua mỡ lợn đen này thì là thể tích là 1 lít nhé. Và các bác có thể liên hệ với vợ cháu Trọng và số điện thoại là 036 359 8856. 10 khách hàng đầu tiên mà mua sản phẩm mỡ lợn đen thì sẽ được giá hữu nghị nhất. Và cháu Trọng cũng xin cảm ơn các bác.